Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Begood Anh. Không, em làm gì đây? Em đang chơi pop it, anh không biết pop it à? À, em thích chơi pop it đúng không? Vậy đúng trong rồi. Video ngày hôm nay, anh sẽ dẫn em đi chơi một tựa game rất nhiều thử thách pop it trong Roblox luôn. Có luôn à? Thế thì chúng ta phải đi chơi ngay và luôn các bạn ạ. Đúng rồi, và trước khi vào video các bạn đừng quên bấm nút like video, đăng ký kênh và hãy xem quảng cáo nha. Rồi, còn bây giờ đi xem thử thách pop it có khó không nha. Tên 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 tên, đằng trước mặt mình là một chiếc cầu vồng 7 sắc. Thì cầu vồng 7 sắc chỉ cứ cầu vồng 8 sắc. Ông nhìn nha, đằng xa xa có rất nhiều những hình pop it. Và đấy là những cái thử thách mà mình cần vượt qua ngày hôm nay. Bây giờ chúng ta bắt đầu thôi, đi vào cầu vồng. Chơi vừa vào tí rơi. Vừa vào tí rơi luôn các bạn ạ. Bê Quy Thành là gì biết chơi các bạn ơi. Ui, pop it xanh này, pop it xanh dương này, về điểm checkpoint. Đây, pop it đây rồi, chúng ta sẽ đuổi theo ốc các bạn ạ. Chấp ốc đi trước luôn, đây là những cái hột của pop it à? Cái gì vậy anh ơi? Rơi chưa? Nhảy trước mặt ốc luôn, nhảy qua luôn, vượt qua mặt ốc, cực cay. Đấy, đây có pop it màu hồng luôn ốc ạ. Tránh ra. Anh nhảy một phát qua luôn như kiểu là phim trưởng luôn. Ông ít khó. Em nhảy qua luôn. Nhìn này. Anh này. À, Bê Quy Thành dẫm lên ông. À, rơi nhảy. Tại ốc ấy, tại ốc hô anh làm anh chết queo đấy. Không, anh không chết đâu. Wow. Cái này thì có gì mà khó? Làm gì có cái gì khó? Đúng rồi. Chỉ có Bê Quy Thành không biết chơi mới khó thôi. Wow, một cái đường ống 7 sắc cầu vòng pop it. Mình đang nhảy lên những quả bóng pop it. Bê Quy Thành ơi, có cầu thang pop it nè. Đâu? Đây đây, cầu thang pop it. Lên. Wow, xịn vậy, leo cầu thang pop it. Sao cầu thang pop it leo lên lại bật ra này? What the hell? Tại vì là đây này. Nhìn này, mình đúng đi rồi. Đâu là nó sẽ nổ bồ 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 vào đâu. Cái chấm nó sẽ bị xẹp xuống. Đấy, rất là xịn. Giống luôn. Như là pop it đây, khi ấn vào thì nó xẹp xuống đây. Okay. Ui, Bê Quy Thành làm gì biết chơi pop it này các bạn ơi. Anh biết chơi pop it đây, đằng kia có pop it 7 sắc cầu vòng kìa. Bê Quy Thành chỉ biết chơi tào lao thôi. Tào lao gì? Anh là siêu sao này thì bốc phét. Rồi cầu nào? Ốc đi cầu màu hồng. Mình bắt chưa? Mình nhảy một phát sang đây, mình đuổi theo ốc. Ô, anh đuổi cực nhanh, đuổi kịp ốc rồi. Không đâu. Pop it nè, dẫm theo nổ, nó nổ đấy ông ơi. Nó nổ ấy. Nó nổ ấy, đáng yêu thật. Để anh dẫm nhanh. Nổ hết đi, nổ hết đi. Mình phải đi nhanh trước Bê Quy Thành mới được. Mình sẽ là được về đích sớm hơn. Sớm hơn thì làm sao? Sớm hơn thì thắng cuộc chứ sao? Đúng, đúng. Sớm hơn chết sớm hơn. Ông đẩy anh. Anh dẫm lên vai của ông. Ông là vậy, ông chết hiệu anh. Cút đi. Đừng đua nhau nữa. Để yên cho nhau đi đi. Ok luôn. Pop it màu hồng nè. Dẫm. Pop it màu xanh. Dẫm. Màu đỏ. Bù. Bê Quy Thành hít khói đi. Ông giờ hít khói luôn. Trình độ cao. Trình độ làm gì cao lắm đâu. Lớn rồi. Bốc phét ít thôi. Trình độ thấp tè. Thấp tè cái gì? Nhảy cực nhanh. Nhảy cực nhanh nhưng mà không hiệu quả đâu. Hiệu quả thế này còn gì? Hiệu quả. Ông ai bảo tại ốc không phải tại ốc làm gì đâu. Anh dẫm lên đầu em. Chả ai làm gì. Anh thế tại anh dẫm nhưng em có dẫm đâu. Tại ốc. Tại ốc. Đúng không các bạn, đó là các bạn nhìn thấy là ốc đạp anh rồi. Ốc đạp anh đâu mà ốc đạp anh. Bê Quy Thành ăn vạ các bạn ơi. Dẫm vào cái kia là chết. Thế là dẫm vào cái đỏ, cái hồng không sao đúng không? Bê Quy Thành không biết chơi các bạn ạ. Mình chơi qua chỗ đấy rồi, mình không nói gì để cho Bê Quy Thành chơi ngu chỗ đấy. Ngu gì, chỗ này dễ. Rồi, rồi. Chỗ này nhảy linh tinh cũng qua các bạn ạ. Đúng, đúng. Nhảy linh tinh nhanh không thế, bao giờ qua không đợi được. Anh không bao giờ đợi. Bê Quy Thành sống là không chờ đợi. Ê, có kẹo mút nè. Pop it hình vuông 7 sắc cầu vòng, anh dẫm nổ hết luôn rồi. Có kẹo mút Bê Quy Thành ơi. Đằng xa xa cũng có bạn đang chơi kiểu có cả xúc sắc pop it luôn này. Pop it nè, bù sắc. Ui các bạn ơi, mình chơi mượt quá. Bê Quy Thành nãy giờ chắc là đang ở tận đầu tận đâu, không thể nào biết được. Mình đã điên tận đây rồi. Nó lại cực nét luôn. Bê Quy Thành ơi, mình nhìn xa thấy Bê Quy Thành trông xa tít. Xa tít cái gì? Tới gần rồi đây. Tới đây. Đi trước đây. Đi trước đi. Đi đi. Cầu màu hồng. Ôi giời ơi. Cầu màu
Màu xanh này mới cậu đúng. Cậu này. Rồi, đến lượt đâu. Cậu gì? Cậu đỏ. Đấy, cậu đỏ đúng rồi. Đến lượt anh đây. Cậu vàng. Yes. Cậu vàng đúng rồi. Thông minh chưa, thông minh chưa. Ui, Pop It siêu to. Pop It khổng lồ, to bằng cái người anh luôn. Ủa gì đó? Bù. Hơn cả người anh ấy chứ. Anh dẫm cái màu xanh bù. Dẫm bù. Ông lại, đứng lại. Em trình độ thấp à. Đồ ngu. Bê Quý Thành toàn là phiền hà cho ốc thôi. Cái này phải hết sức cẩn thận các bạn ạ. Nó hơi quá đã. Chạy đi, đứng đây ông bắt ai. Ui, Poppy. Bê Quý Thành chạy đi. Poppy phong cách gì đây? Đây là cái, không phải, đây là cái làm cho tay bận rộn để thư giãn này. À. Anh có biết không, nó có nút bấm này, nó có cái lăn này, nó có công tắc này. Anh thì biết cái gì đâu mà. Làm sao mà anh biết được. Yes. Ông Dũng à. Dũng à. Dũng à. Anh không đi vào cái đỏ à? Không. Thế sao không nói? Cười sảng luôn á. Cái gì dám anh nói các bạn ạ. Tiền, bảy sắc cầu vồng luôn. Ui, Pop It màu hồng. Chắc cái này ốc thích này. Ốc thích tất, chứ Bê Quý Thành. Này, Pop It màu xanh, màu đỏ. Chiu, đuổi theo không? Không bao giờ đuổi được đâu. Đuổi kịp ngay, em chạy đi đâu hả con sâu. Tâu anh trượt, wow. Wow, trượt kiểu gì bạn? Trời ơi, trượt bắn ra ngoài luôn. Trượt đây rồi, không checkpoint được, cay rồi đấy. Trượt lại. Vẫn chưa được, trời ơi. Mình phải trượt chuẩn các bạn ạ. Rồi, checkpoint rồi. Rồi, rồi. Dụng, ông Dũng, có mấy anh Quý Thành không bị Dũng. Anh Quý Thành trình độ cao hơn. Pop It màu hồng. Làm nổ hết Pop It màu đỏ nè. Làm nổ hết Pop It đi. Chơi này rất là thư giãn luôn các bạn ạ. Sao mình nhảy? Thích thì nhảy thôi. Mình không biết chơi đâu. Mình thích khi mình nhảy. Này không biết chơi. Ai không biết chơi bị rơi. Ốc là bị rơi. Cái tươi nhờ. Bê Quý Thành bị rơi suốt rồi. Rơi suốt đâu. Anh đi bình thường này. Có ô kem này. Kem luôn. Có cả kem luôn đấy ông này. Kem Pop It á? Không, kem không phải kem Pop It. Cây kem. Mấy cái thử thách này dễ ợt. Ủa quả Pop It to như mặt trời. Còn nhiều thử thách lắm. Mọi người cố gắng đi. Anh sắp về đích đầu tiên rồi. Em sẽ về đích trước anh. Vượt thử thách siêu nhanh các bạn ạ. Ui xô. Hello bạn. Ôi. Ô nhiều loại Pop It. Ô cái này đi bộ được luôn này. Ô tí thì rơi. Đang đi tự nhiên nó có đoạn hững. Ok. Bạn này rõ ràng đi trước anh Vinh này và chị Ốc rất là lâu rồi. Nhưng mà anh vẫn vượt qua được bạn đấy. Chắc là bạn ấy chờ đấy. Chờ à. Ui. Ui giời ơi. Người ta trình độ cao. Đây là cái gì mà trông nó rích rắc này. Trông như kiểu bánh răng á. Ủa? À, không được nhảy sang cái bánh đấy. Răng á? Ừ đúng rồi. Trông như bông hoa mới đúng chứ. Ok chưa. Ồ. Không được nhảy vào cái màu xanh. Không được nhảy vào. Cái gì ấy? Giọt nước à? Giọt nước bảy sắc cầu vồng à? Ôi trời quá mượt. Trời quá mượt. Được của nó đấy. Trời quá mượt. 10 điểm. Quá trời rồi. Ha, mình cũng chơi mượt quá. Mượt quá tí sau. Anh đến bao nhiêu rồi? Anh đến đây rồi, trên đầu em này 66 rồi. Hả? 66 nhanh vậy. Ê, chạm vào cái lõi là chết. Đúng rồi, kem này, nửa cái kem này. À, để thì chạy thẳng này là xong rồi các bạn này. Đấy, bí quyết. Ồ, chỗ này ra dâm cái trắng trắng là sẽ chết. Đấy, đây là mình nhảy qua. Anh sẽ về đích trước. Ốc hít khói đi. Không bao giờ. Không bao giờ có chuyện đấy. Mình sẽ về đích. Lọt giữa hai cái luôn đúng không ạ? Trời rốt vì thế. Rốt mà anh này chơi trước em. Rốt. Anh ăn may thôi. Trình độ ăn may cao. Được phát đấy thôi. Trình độ cao. Nghĩ sao vậy? Bê Quý Thành đừng có mà coi thường ốc. Ốc đang đến đây. Em còn lâu mới đuổi được anh. Em hít khói anh còn lâu. Yeah, anh nhảy rất là mượt, trừ những lúc chết ra, lúc nào anh cũng mượt. Mượt chưa? Đâu? Mượt chưa? Ui giờ mới tới kia, còn lâu anh 78 rồi. À,
À, chết rồi, ông đuổi kịp. Không được, ông ở ngay đằng sau. Cái kia. Cái kia cái gì? Nhìn đây, nhìn đây, nhìn đây. Nhìn thấy ông Dung. Rớt. Không bao giờ rớt nhé. Rớt à? Không. Ê. Em chỉ giả vờ thế thôi, cho những người như anh chủ quan. Kẹo mút nè, anh rất thích ăn kẹo mút luôn, ngọt lắm mẹ. Kẹo mút có không? Có vị chua đấy. Bê của Thành rốt, có phải kẹo nào cũng ngọt đâu. Anh thích ăn kẹo ngọt thôi, không thích kẹo chua đâu. Kẹo gì lại còn là chua. Em thích ăn kẹo mút vị cola đấy, biết vị đấy không? Không. Vị đấy như là vị Coca-Cola đó. Nghe thôi đã thấy tiêu chảy rồi. Không. Ai, bảy sắc cầu vồng rất là xịn luôn. Có cả kẹo mút vị xoài lắc muối Tây Ninh ấy. Hả? Ông đi mai về tới kia, anh sắp về đích rồi đây này. À, anh vừa bị hẹo. Đấy nha, anh đợi em ở đây xong solo về đích nha. Đích ở kia rồi các bạn ơi. Anh đợi ốc, không là ốc lại bảo anh có thể bắt nạt. Bạn à. Kia rõ ràng đi trước, bây giờ bạn ấy về ở đằng kia. Đi mỏi mãi tay qua. Mình mỏi tay quá các bạn ơi. Đấy, đây đây. Dí quá trời, rồi, dí luôn đây. Không cần phải chờ. Anh chắc gì đã đi qua được đây nhỉ, em mượt chưa? Chết rồi, anh vừa bị chết mấy lần cần luôn. Cần gì phải chờ. Phải chờ. Bê Quý Thành kêu thường ốc á. Nghĩ phải chờ ốc á. Ai sợ, phải chờ ốc thôi các bạn ạ. Ái à. Ai giờ đi trước còn không lại. Đi đây thì trình độ này thấp quá. Cho người trình độ cao hơn vào đây solo đi. Đúng không các bạn? Quá chuẩn luôn. Đâu? Nhìn đấy, con nhảy chung kia cũng dụng. Nhìn cái pop it hồng kìa. Gì? Nhìn anh về đích đây này. Một mạch luôn. Ốc thì hít khói. Không bao giờ hít khói. Ui tia sét luôn này các bạn này. Ôi, cái này không đơn giản các bạn. À. Nhìn thấy chưa? À. Không đơn giản à, cũng đơn giản thôi. Đấy. Đâu có gì đâu. Lêu lêu lêu. Anh mà nhìn góc nhìn này thì ốc của lông giết được ai? Vượt qua đây. Đi đi, không em thua đấy. Em cố tình thôi. Cố tình. Cố tình nè. Pop it tí hon nè. Anh chạy một phát qua luôn gì phải nhảy ốc. Anh vượt qua em luôn rồi. Wow, nhiều quả bóng sao màu. Nào. Ai mới là người về đích trước? Ai? Ai? Anh chưa còn ai? Em chưa. Anh nhảy lên chưa? Em đây đúng rồi. Quả này pop it to chưa này? Đấy không? Bê Quý Thành, các bạn ơi, các bạn thấy ai là người về đích trước? Rõ ràng là mình về đích trước mà. Anh nhảy lên trước rồi các bạn ơi. Rồi các bạn bình luận ở dưới xem là Bê Quý Thành và ốc ai là người về đích đầu tiên và vượt qua nhiều thử thách pop it cực kỳ là cute hồn me này. Wow, tụi anh đang chơi pop it ở đây này. Ông em có cái đầu gì đấy? Đầu bí ngô mix với đầu người ngoài hành tinh. What? Trông xấu kinh không ạ? Ơi nhìn đầu chó này. Đầu chó đâu, để anh thử đội. Đây, đầu chó đen kìa. Ôi giời. À, đội được hết vào, buồn cười không các bạn ạ? Rồi các bạn ơi, vậy trong video ngày hôm nay video này và ốc áp vượt qua nhiều thử thách pop it. Và các bạn có thích video này không thì các bạn đừng quên bấm like video, bấm đăng ký kênh, đặc biệt là xem quảng cáo nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại, bye bye. Bye bye, mình đang ngâm mình trong bồn nước nóng. Thôi.